cái quán bánh tráng nướng thật sự rất là đặc biệt nha nha. Đây, mà cái quán này rất là nhỏ ở ven đường thôi, nhưng thật sự rất là đặc biệt. Và nó đặc biệt ở điểm nào thì bây giờ thì Nga sẽ chia sẻ cả nhà nhé. Có một cái biển hiệu rất là gọi là khiến người ta chú ý là tôi không thể nghe và nói vui lòng chỉ tay chọn món. Thì ở đây là do ba người làm chủ, là một người không có nghe được, một người không có nói được và một người không có mà nhìn thấy. Đây, xíu nữa thì Nga sẽ quay lại để Nga chia sẻ cả nhà nha. Đây, hiện tại là anh đang có rất là nhiều khách hàng đang đợi mua hàng nhé. Và mình khi mình muốn mua một cái món nào thì mình chỉ tay vào thì chỉ làm, chứ chị không có nghe và nói phản hồi được cái câu của mình nha cả nhà. Đây, ăn gì thì mình sẽ chỉ vào cái bảng đó nha cả nhà.
khiếp, rất là tấp nập cái buổi chiều về nha. Những cái học sinh tan ca hay là những người vừa tan sở thì họ đang đứng ở đây rất là nhiều và đợi để mua cho mình một cái phần bánh tráng. Bánh tráng trộn, bánh tráng nướng rất là nhỏ thôi nha. Một cái phần bình thường đấy là 10.000 và phần truyền thống là 12.000 và phần thực phẩm là 20.000 nhé. Đây chị làm rất là nhanh. Bình thường là có người phụ nhưng hôm nay chỉ có duy nhất một mình chị vừa làm thôi. Nên công việc cũng khá là tất bật. Ăn gì thì mình sẽ chỉ vào các bạn đó nha nhá. Đây nhá. Các bạn. Đây khách hàng có đông không mới. Dễ thương quá.